chào anh chị em. Chương trình của chúng ta bước sang số 30. Con số này gợi cho chúng ta nhớ đến khi Chúa Giêsu 30 tuổi thì Ngài cũng khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài. Đó là ra đi rao giảng tin mừng và thi ân giáng phúc cho mọi người, cách riêng là những con người bệnh tật nghèo khổ. Ngài đã thật sự hoàn tất trọn vẹn những lời loan báo từ thời cựu ước về một năm toàn xá. Vậy năm toàn xá là gì? Trong video số 30 hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng của năm toàn xá này. Trong sách Lê Vi, Đức Chúa phán, người sẽ cho tù và rân rân vọng khắp nơi vào tháng 7. Ngày mồng 10 tháng ấy, vào ngày xá tội, người sẽ cho tù và vọng khắp nơi trong toàn xứ sở ngươi. Các ngươi sẽ thánh hóa năm thứ 50 và các ngươi sẽ rao trong xứ ân xá cho toàn thể dân cư trong xứ. Đối với các ngươi, đó sẽ là Jovel. Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn để nguyên chữ tiếng Hebrew đó. Còn các giờ kinh phụng vụ thì dịch ra là thời kỳ toàn xá. Các ngươi mỗi người sẽ về lại sản nghiệp của mình và các ngươi mỗi người sẽ về lại thị tộc của mình. Tiếng Anh là Leviticus. Then on the 10th day of the 7th month, let the ram's horn resound on this the day of atonement. The ram's horn blast shall resound throughout your land. You shall treat this 50 year as sacred. You shall proclaim liberty in the land for all its inhabitants. It shall be a jubilee for you when each of you shall return to your own property, each of you to your own family. Ở đây chúng ta lưu ý hai chữ. Thứ nhất là chữ tù và. Trong tiếng Hebrew là shopa, gồm có ký tự shin, vị trí thứ 21 trong tiếng Hebrew, vav thứ 6, p, thấy chữ tròn tròn có móc ở bên trong, vị trí thứ 17 và resh 20. Shofa, a horn for blowing, sừng để thổi. Chữ tù và trong tiếng Hebrew là sopa, dịch sát là sừng cừu đực vì được làm bằng sừng cừu. Chữ thứ hai là tên gọi năm toàn xá, tiếng Hebrew là Jovel. Dịch sát cũng có nghĩa là sừng cừu. Lý do vì sừng cừu được dùng làm tù và, được người ta thổi ran lên để báo hiệu khởi đầu thời kỳ toàn xá. Như vậy, âm thanh rân ran của tiếng tù và làm bằng sừng cừu là một biểu tượng cho năm toàn xá, thời kỳ chứa chen vui mừng và đầy hy vọng cho một tương lai tươi sáng. Các ngươi mỗi người sẽ về lại sản nghiệp của mình và các ngươi mỗi người sẽ về lại thị tộc của mình, được nhận lại tài sản đã bán, được trở về nhà sau thời kỳ bị bán làm tôi mọi. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến tiếng pháo nổ rân ran, cũng là biểu tượng cho Tết Nguyên Đán của chúng ta trước đây, loan báo một năm mới chứa chen vui mừng và đầy hy vọng. Và từ chữ Hebrew Joven này, người ta đã phiên âm thành Jubileum trong tiếng Latin, Jubile tiếng Pháp, Jubilee tiếng Anh. Bước sang Tân Ước, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu khi rao giảng tin mừng trong bài giảng đầu tiên của Ngài. Ngài nói, thần khí Chúa ở trên tôi bởi người đã sức dầu cho tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu dùng lại chính chữ ân xá để cho thấy Ngài thực hiện trọn vẹn lời loan báo về năm toàn xá. Chữ thứ hai gọi là năm toàn xá, tiếng Hebrew là Joven. Trong tiếng Hebrew gồm có ký tự Jod, vị trí thứ 10, Vav, thứ 6,
Vết thứ 2 và Lamech vị trí thứ 12, Ram's Horn, a wind instrument, sừng cừu làm tù và. Thật vậy, bối cảnh phía sau đoạn Luca chương 4 nổi tiếng này chính là ý nghĩa của năm toàn xá thời cựu ước. Trong đó quyền năng của Thiên Chúa được nhấn mạnh là để ban ân xá cho những người đang bị giam cầm dưới đủ mọi hình thức, cả chiều kích xã hội lẫn tinh thần thiêng liêng. Thật vậy, chính nơi con người Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã khởi đầu công trình phục hồi phẩm giá, nhân phẩm cao quý cho con người. Và từ đây, tất cả mọi cấu trúc xã hội con người cần phải bày tỏ cho thấy chính sự hiện diện của triều đại Thiên Chúa đã được khai mở ở giữa thế gian này. Kính thưa anh chị em, trong tuần này Hội Thánh cử hành lễ suy tôn Thánh giá Chúa Giêsu 14 tháng 9 và lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15 tháng 9. Và qua các phương tiện truyền thông chúng ta cũng biết vừa xảy ra nhiều chuyện đau thương cho những người dân phải chịu những bất công xã hội. Chúng ta tự hỏi ai sẽ cứu thế giới và xã hội nhiều đau khổ này. Chúa Giêsu trên thánh giá mời gọi thế giới và mọi người hãy hoán cải và mở rộng tâm hồn, đón nhận tin vui ân xá của Ngài, để có thể làm trổi vang lên những âm thanh reo vui phục sinh và chứa chan hy vọng trong những con tim đã vui trở lại nhờ tình yêu thương, sự tha thứ và sự khiêm nhường như chính Chúa Giêsu đã nêu gương trước cho chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.